Chiều 16 tháng 10 năm 2024, Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường sau khi phát hiện thi thể một người đàn ông chết trong bể chứa nước phòng cháy chữa cháy ở quán karaoke An Phú bỏ hoang từ sau vụ cháy làm 32 người thiệt mạng, xảy ra vào ngày 6 tháng 9 năm 2022. Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, Công an phường An Phú tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương nhận được tin báo qua điện thoại của một người tự giới thiệu là YouTuber đã vào bên trong quán karaoke An Phú và phát hiện nhiều bộ phận thi thể người. Theo mô tả của YouTuber này, thì người này đã phát hiện tay, chân và đầu người ở trong quán karaoke An Phú. Ngay sau đó, Công an phường An Phú đã triển khai lực lượng đến hiện trường, phát hiện một thi thể còn nguyên các bộ phận, nổi lên miệng bể chứa nước phòng cháy chữa cháy nằm âm dưới đất phía sau quán karaoke. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng cử lực lượng hình sự và các đơn vị nghiệp vụ đến hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân. Đến chiều cùng ngày 16 tháng 10, thi thể người đàn ông đã được đưa về nhà xác của bệnh viện để phục vụ công tác điều tra, lấy mẫu xét nghiệm ADN. Theo nguồn tin của phóng viên Báo Thanh Niên, hiện nay thi thể người đàn ông đã được người thân là người nước ngoài nhận diện, nhưng vẫn phải chờ kết quả giám định ADN. Thông tin từ người thân nạn nhân cho biết nạn nhân từ Trung Quốc sang Việt Nam và đến Bình Dương làm việc, lưu trú tại một chung cư trong khu dân cư Việt Sinh tại phường An Phú, thành phố Thuận An và đã mất tích hơn một tháng nay. Khoảng nhiều tháng gần đây, nạn nhân có biểu hiện trầm cảm, không làm việc mà đi lang thang trên đường và các ngõ ngách trong đêm tối ở khu vực phường An Phú. Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định lần xuất hiện gần nhất của nạn nhân trong khu dân cư Việt Sinh là vào ngày 14 tháng 9. Nhiều khả năng nạn nhân đã đi lạc vào trong quán karaoke An Phú bị bỏ hoang, nằm trên mặt tiền đường 22 tháng 12 tại phường An Phú, cửa chính bị phá bỏ trống. Theo quan sát của phóng viên Báo Thanh Niên, tại quán karaoke An Phú bị bỏ hoang nhiều năm, bên trong có chứa nhiều loại rác, chất bẩn, chai nhựa, vỏ dừa tươi, cho thấy có nhiều người đã vào bên trong quán ăn uống và xả rác ở đây. Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện tượng Enso đang trong trạng thái trung tính nhưng nghiêng dần về pha lạnh La Nina, với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển, khu vực xích đạo trung tâm Thái Bình Dương, đang thấp hơn trung bình nhiều năm, âm 0,3 độ C vào đầu tháng 10. Dự báo, thời kỳ từ tháng 11 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025, Enso có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina với xác suất 60-70%. Như vậy, La Nina khả năng sẽ xuất hiện muộn hơn những dự báo trước đó khoảng 2 tháng. Dưới tác động của La Nina, hoạt động của bão áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền nước ta có khả năng ở mức xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm. Trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 2,8 cơn, đổ bộ đất liền là 1,1 cơn. Đặc biệt, bão áp thấp nhiệt đới đổ bộ đất liền có khả năng tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và các tỉnh phía Nam. Đề phòng khả năng bão hoặc áp thấp nhiệt đới hình thành ngay trên khu vực Biển Đông. Cũng trong thời kỳ này, trên phạm vi cả nước tiếp tục có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét và gió giật mạnh. Các đợt mưa lớn sẽ tiếp tục xuất hiện tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ trong tháng 11. Mùa mưa ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ có thể kết thúc muộn hơn bình thường, tức vào khoảng cuối tháng 11 tại Tây Nguyên và Nam Bộ, cuối tháng 12 tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Về không khí lạnh và rét đậm, rét hại, cơ quan khí tượng cho hay không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 12 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025 và gây ra các đợt rét đậm, rét hại. Tại miền Bắc, rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện trên diện rộng từ nửa cuối tháng 12, tương đương so với trung bình nhiều năm. Cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét kéo dài, đặc biệt tại các khu vực vùng núi phía Bắc kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá trong thời gian này. Hiện nay, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Dự báo, đêm 15 và ngày 16 tháng 10, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực này đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh. Dự báo thô dân số Việt Nam ở phương án cơ sở năm 2200 là 46 triệu người. Đây chính là dự báo của giáo sư Nguyễn Thiện Nhân, đại biểu Quốc hội khóa 15, trình bày tại Hội thảo khoa học khuyến sinh bằng chính sách thiết thực nhân văn do báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào sáng 15 tháng 10 năm 2024. Tại hội thảo, giáo sư Nguyễn Thiện Nhân cho biết, hiện nay không chỉ Việt Nam mà các nước trên thế giới cũng đối diện với thách thức về tỷ suất sinh giảm.
có 38 trên tổng số 40 nước có thu nhập cao trên thế giới, có tổng tỷ suất sinh dưới 2. Theo Viện Quốc gia về Dân số và Nghiên cứu An sinh xã hội Nhật Bản dự báo, dân số đất nước này năm 2100 là 50 triệu người, năm 3000 là 62 triệu người. Tại Hàn Quốc, năm 2100, dự báo dân số chỉ có khoảng 20 triệu người, mất hơn 61% dân số so với năm 2020. Theo giáo sư Nguyễn Thiện Nhân, có 4 nguyên nhân gốc rễ gây ra tổng tỷ suất sinh thấp dưới tỷ suất sinh thay thế hàng chục năm ở Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước thu nhập cao. Trong đó đáng chú ý là vấn đề lãnh đạo các nước, chủ các doanh nghiệp không xem tái tạo con người, tái tạo gia đình là một điều kiện tiên quyết để đất nước phát triển bền vững. Hiện nay, các nước thu nhập cao ưu tiên mục tiêu tăng trưởng GDP hơn vấn đề phát triển con người, gia đình bền vững. Các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore thực hiện các chương trình khuyến khích kết hôn và sinh con quá muộn khi tổng tỷ suất sinh quá thấp. Từ tình hình dân số, kinh tế và xã hội của Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước thu nhập cao, giáo sư Nguyễn Thiện Nhân đã đưa ra những bài học cho Việt Nam về vấn đề dân số. Theo ông Nhân, điều quan trọng nhất là cần thay đổi triết lý quản trị đất nước, không lấy mục tiêu tăng trưởng GDP cao liên tục nhiều năm là mục tiêu hàng đầu, cần lấy hạnh phúc của nhân dân và dân tộc trường tồn là mục tiêu cao nhất. Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân cho biết, nếu không có sự thay đổi đột phá về chính sách kinh tế, xã hội và chính sách dân số, thì tổng tỷ suất sinh của Việt Nam sẽ tiếp tục giảm sâu dưới 2,1 và duy trì lâu dài, theo con đường của tất cả các nước phát triển đã đi qua. Dự báo thô dân số Việt Nam ở phương án cơ sở năm 2200 là 46 triệu người. Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh được xếp vào nhóm 21 tỉnh thành có mức sinh thấp trên cả nước. Theo ông Phạm Chánh Trung, áp lực tìm kiếm việc làm, nhà ở, chi phí nuôi dạy, chăm sóc con cái khiến xu hướng kết hôn muộn, sinh con muộn và không muốn sinh con ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, tình trạng phá thai, tỷ lệ vô sinh cũng là yếu tố khiến nhiều gia đình không thể sinh con. Ông Phạm Chánh Trung đưa ra những giải pháp để ngăn giảm tỷ suất sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Phạm Chánh Trung cho biết cần hướng đến hỗ trợ lâu dài cho các cặp vợ chồng nuôi con đến 18 tuổi, thông qua hỗ trợ học phí, hỗ trợ chế độ hưởng lương cho các cặp vợ chồng có con nhỏ, chưa gửi trẻ, đảm bảo quyền lợi cho lao động nữ trong công việc. Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh cần lưu ý việc đảm bảo các chế độ an sinh xã hội để thu hút lực lượng lao động nhập cư, tạo điều kiện để họ có cuộc sống ổn định. Ông Phạm Chánh Trung cũng cho biết Thành phố Hồ Chí Minh đang có những bước cẩn trọng trong việc điều chỉnh mức sinh dựa trên việc quan sát kinh nghiệm của các nước trên thế giới và đóng góp của chuyên gia, người dân qua nhiều kênh truyền thông. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có những đề xuất tham mưu với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong dự thảo về chính sách dân số tại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 để trình Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong kỳ họp cuối năm 2024. Cụ thể, các giải pháp đề xuất tập trung vào việc hỗ trợ chi phí khám sức khỏe trước khi kết hôn cho các cặp nam nữ thanh niên sắp kết hôn, hỗ trợ một phần chi phí chăm sóc y tế, chăm sóc thai kỳ và sinh con đối với phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, hỗ trợ chi phí tham gia chương trình sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh đối với các đối tượng chính sách. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng xem xét đề xuất các sở, ban, ngành liên quan xây dựng các chính sách tập trung vào việc hỗ trợ toàn diện cho các cặp vợ chồng yên tâm sinh con và nuôi dạy con, như hoàn thiện hệ thống chăm sóc y tế, giáo dục, hỗ trợ mua nhà ở xã hội, miễn giảm học phí bán trú, miễn giảm thuế thu nhập cá nhân.